Chào mọi người, như đã hứa hôm nay em sẽ giới thiệu một tính năng của Google Form. Google Form là một công cụ của Google cho chúng ta có thể thống kê hoặc là lưu giữ thông tin của khách hàng hoặc là khảo sát một cái dự án nào đó. Ví dụ, em gần đây em sẽ lấy một cái ví dụ như có một cuộc khảo sát gần đây của công ty mình, ví dụ như là đây, chương trình team building. Khảo sát địa điểm team building này đúng không? Đấy, bây giờ ví dụ em sẽ làm công ty mình thì làm khảo sát địa điểm team building thông qua email thì cái việc này rất khó. Ví dụ như mỗi ý kiến phản hồi về thì khiến chúng ta phải ghi lại rồi là tổng hợp, như thế rất mất thời gian. Trong khi đó Google Form làm việc này rất tốt. Ví dụ như thì em sẽ đưa ra một cuộc khảo sát thông qua Google Form như sau. Ví dụ cuộc khảo sát này, vậy chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ vào Google Drive và tạo một cái bản Google Form mới. Đây thì đây là tên của khảo sát, thì chúng ta đánh cái cuộc khảo sát vào đây. Khảo sát địa điểm team building 2016 chẳng hạn. Sau đó chúng ta sẽ vào mail. Ở đây sẽ có 4 địa điểm, 1 2 3 4 địa điểm. Đúng không? Giữ trong khoảng tầm này. Ban hành sẽ thực hiện cơ sở lớn điện nào? Nhất thì ở đây nó sẽ có về cái phần from description, thì mọi người có thể điền được cái thông tin của khảo sát, ví dụ như là lấy ý kiến địa điểm để tổ chức team building cho công ty. Thì ở đây bắt đầu chúng ta sẽ có các trường sau. Chúng ta phải tạo một cái trường. Ví dụ cái trường này là cái trường ví dụ đây chúng ta chọn trường là trường địa điểm. Trường đầu tiên chúng ta phải lấy được cái thông tin của người khảo sát, ví dụ như là họ tên chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chọn cái trường là short answer. Thì chúng ta này, họ và tên. Đấy. Tiếp tục thì người để sau này người ta được khảo sát, người ta sẽ điền họ tên đây. Thì cái trường này chúng ta yêu cầu bắt buộc thì người khảo sát phải bắt buộc điền vào đây thì họ mới cho được thực hiện bước tiếp theo hoặc được submit. Tiếp theo nữa là chúng ta tạo thêm một trường thứ hai là trường số điện thoại hoặc email. Thì cái trường này nó cũng là trường short answer. Số điện thoại hả? Đấy, trường này cũng chúng ta qua trường này là trường bắt buộc đi. Và trường thứ ba là cái trường lựa chọn. Trường lựa chọn thì ở đây chúng ta sẽ là trường multiple choice. Ví dụ như là địa điểm lựa chọn hả? Chọn. Ở đây chúng ta có 4 địa điểm tất cả, thì điểm thứ nhất sẽ là Sầm Sơn Thanh Hóa này. Chúng ta chọn vào đây, option 1 là Sầm Sơn Thanh Hóa. Đấy. Option 2 sẽ là đảo Cô Tô Quảng Ninh. Option 3 sẽ là đảo Quan Lạn Quảng Ninh. Option 4 sẽ là Trà Cổ Quảng Ninh. Và tiếp theo add another là ý kiến khác. Thì cái này mục này mình cũng phải cho là mục bắt buộc để người ta phải chọn một trong những cái điểm này. Đấy. Xong. Tiếp theo là mục response. Mình preview bản khảo sát của mình lên. Thì cái bản khảo sát của chúng ta
Cái này nó rất đơn giản thôi, chúng ta có sao có này chúng ta có thể trang trí được rất nhiều thứ ở cái bảng khảo sát này của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta chọn một cái theme ở đó chẳng hạn, chọn cái theme hoặc là chọn một cái image, ví dụ chọn cái theme party à. Simple đình luôn. Ôi là sao nó rất chậm. Rồi, đây rồi, ok. Đấy thì hoặc là chúng ta có thể trong các trường chúng ta có thể chèn hình ảnh này, chúng ta chèn video ở đây thoải mái. Nói chung là để cho cái bản khảo sát chúng ta có thể sinh động. Bắt đầu khi chúng ta xong rồi thì chúng ta sẽ chọn một cái gọi là chúng ta sẽ gửi đường link này đến cho các người cần khảo sát. Đấy, cho gửi trực tiếp như gọi email vào đây hoặc là chúng ta sẽ copy cái đường link này lại. Đấy. Nếu mà để nguyên như này thì đường link sẽ dài nhưng chúng ta phải rút ngắn cái đường link lại đấy. Đấy, khi chúng ta paste là paste vào Facebook, gửi qua email. Đấy, ví dụ khi mà em là một người khảo sát, em nhận được cái đường link đó thì em sẽ thực hiện cái cuộc khảo sát đó như sau. Đây. Ví dụ như này thì em điền tên tên em vào là Nguyễn Anh Đức này. Nguyễn Anh Đức. Số điện thoại là 0904 926779 hả? Thì quan điểm của em là đi càng xa càng tốt thì sẽ chọn đi Sầm Sơn Thanh Hóa. Khi chọn xong rồi thì submit. Đấy. Tiếp tục ví dụ một người bạn khác, bạn có nhận được một cái form này thì bạn ấy sẽ chọn một cái là ví dụ như bạn Vương nhỉ, bạn chọn thì bạn sẽ điền tên bạn vào Nguyễn Văn Vương, số điện thoại của Vương Chim Non là Vương 0902 0902 013 506. Bạn ấy chọn, ví dụ bạn chọn Đảo Quan Lạn Quảng Ninh chẳng hạn. Đấy. Thì bạn submit vào đây. Đấy, thêm một người khác, ví dụ như là Thành chẳng hạn. Nguyễn Duy Thành. Thành không muốn chọn này thì Thành chọn ý kiến khác dạng ở Hải Phòng ví dụ thế, cho rẻ ví dụ như vậy. Submit đấy. Xong ví dụ thế thì có nghe rất nhiều người chắc tả trong công ty khi mà mọi người nhận được một khảo sát đấy, vậy thì chúng ta sẽ kiểm soát cái khảo sát đấy như thế nào. Thì bây giờ khi mà người mà tạo ra cái form đấy thì người họ sẽ vào cái file của họ đấy. Từ bây giờ là có ba người respond rồi này, đấy ở đây có ba người respond, Nguyễn Anh Đức, Vương Nguyễn Duy Thành, số điện thoại đây lựa chọn đây thì Sầm Sơn 33%. Đấy, mỗi người một ý kiến, có rất nhiều người khác nữa. Vậy thì chúng ta sẽ tương tác và chúng ta xử lý cái thông tin này như thế nào. Chúng ta ở đây có cái nút giống như cái bảng là spreadsheet, chúng ta kích vào đây. Đấy, ở đây thì hỏi mình là có tạo một cái file sheet không. Trong tình huống là chúng ta có sẵn rồi thì chúng ta dùng luôn cái file đấy, còn nếu chưa có thì chúng ta create a new spreadsheet. Chúng ta create cái này. Khi mà create như thế thì chúng ta sẽ được một cái file rất là hay. Ví dụ đây, cái cột đầu tiên bao giờ cũng là cột timestamp, có nghĩa là cái thời gian mà người ta ấn submit vào cái bảng khảo sát đấy, thì bây giờ nó hiện ở đây. Thứ hai là các trường, nó sẽ tương ứng với các cột trường họ tên này, ai điền vào nó sẽ hiện tên đúng người đấy, số điện thoại, và thứ ba là địa điểm lựa chọn. Đấy, thì Nguyễn Anh Đức Sầm Sơn Thanh Hóa này, Nguyễn Văn Vương là Đảo Quan Lạn này,
cứ chia thành là ở phòng cho rẻ, ví dụ thế. Đấy, thì chúng ta có thể nắm được rất nhiều. Đấy, cái này thì ví dụ như là chúng ta muốn thu thập thông tin của khách hàng, ví dụ như Hiếu chẳng hạn, Hiếu mà mỗi khách hàng vào thì chúng ta xin thông tin địa chỉ email họ và gõ vào đây thì lập tức chúng ta có cái bản như thế này thôi, và chúng ta sẽ không mất thời gian trong check mail, chúng ta làm những cái việc rườm rà như khi chúng ta khảo sát bằng email hoặc sát bằng bất cứ một cuộc nào khác. Thì đấy là cái sức mạnh của cái Google Form. Em xin hết ạ.